Còn giống như là anh đã nghe quyết rồi biết rõ rồi thì cũng đã là ấy rồi, chứ còn completely mà không có hiểu gì hết thì cũng không nhận nhiều người đâu. Chứ không phải như mấy ông thầy, con quy y với thầy đi, thầy đặt cho con là gì Diệu Gật, con quy y với thầy đi, thầy đặt cho con là Quảng Gù, phải không? Rồi đi theo hộ với thầy, rồi tu tập, rồi thay đổi tánh nết. Con thay đổi đi, thầy khỏi cần phải thay đổi. Không phải giống mấy ông thầy mà đi kêu người ta, không bao giờ kêu ai chứ. Ở đây mát ngồi hoài thấy đã. Thời tiết nó đẹp. Dòng sông nó cũng im. Bây giờ cá nhảy. À. Cá nó nhảy nhảy. Dưới này cá lớn không à? Sau này Đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất cái địa cầu này. Khi Phật Di Lặc xuất hiện, ngày lúc đó bắt đầu tới người ngoại quốc họ mới quản hộ, thì lúc đó sư phụ không có cơ hội ngồi ở đây với mấy con. Hôm nay sư phụ còn để chứng, còn là giống như tỷ phú không tiền, hoàng đế không ngai, đi lang thang à, nhưng mà sau này thì khó có gặp lắm con. Cái này cũng kỷ niệm đó. Khi mà sư tổ mà xuất hiện rồi, sư phụ chỉ đi theo sách vở cho sư tổ. Sư phụ đâu? Sư phụ. Sư tổ thì con theo sư phụ. Không là Phật đó con. Con lần Đức Thầy nói, ta sẽ gặp con trên đất mẹ, con phải giữ sức khỏe nhé. Nhưng mà mỗi lần cơ trời sắp tới, cái sư phụ thấy giống như bữa mình xưa ra động đất á, rồi bữa nay Hamas nữa, trời ơi thấy người chết quá, chuyện một đêm khuya đó, dù 2K mấy ngoài bản đó đó là thương mấy thằng Hamas, chuyện một đêm khuya tiếng nổ nổ vang trời rồi đó, cái, mỗi lần thắng là cái cơ trời nó đi giống như cái ghi đồng hồ á, nó có 5 ký, mỗi lần mà một xác cảnh đó là nó phải qua cái tour đó thì ở trên phải sắp xếp lại những gì có quyền năng, giống chỉ có cha mới sắp xếp lại khi mình xin cái gì được á, nhưng mà nó sẽ chậm lại, bữa giờ chậm lại cho nên bị cũng trễ. Nhưng mà tất cả chúng ta sẽ chứng kiến ở một đời này hết, từ khổ nhân hôm nay hiện giờ là bị cực quá khổ. Mỹ, Tàu, Nga, Âu Châu, nhất là Việt Nam, chúng ta quá khổ. Thì khi nào sau này chúng ta sướng lên lại, chúng ta mới hiểu được đá và vàng, chúng ta mới biết được cái gì thật và giả. Còn bây giờ là người ta đa số chạy theo cái giả cho là thật, theo cái hình tướng, tức là màu sắc với âm thanh, mà trong đó hồi xưa kinh Phật cũng có nói mà họ không có nghe. Rồi Ma Dương nó đã thực hiện được lời nguyền của nó để phá đạo nát hết. Hôm nay có một mình sư phụ cầm một cái đuốc, mà đốt cái vô minh của ba địa cầu, mà đốt cái trược đó. Nó chỉ cháy được có một góc thôi, nhưng mà có những góc khác làm sao. Thì hôm nay ở nơi kia là mỗi đứa họ thiên đều có bổn phận phải độ chúng sanh, phải làm đuốc ra nhiều, thì giống như quá trời mũi kinh kỉnh phải không, nó bu cái quả địa cầu đen thui, thì nhiều người cầm đuốc thì nó mới sáng lên cái quả địa cầu, thì lúc đó chúng ta mới hết nạn. Cái đầu của con người mà phấn khởi vui vẻ, người ta không có hăng máu để mà tính toán xâm chiếm nước này nước kia, tại vì con người chúng ta đói với khổ, chúng ta mới nghĩ chuyện đi đánh lộn. Chứ còn vui sướng ai mà người rảnh đâu mà đi đánh lộn. Bây giờ mấy thằng chùm khăn bệnh nó sống trên sa mạc với cát, sống như con chuột vậy đó. Con thấy nó ăn khổ không? Mặc đồ
rồi đường thì bụi, nhà thì tường cũ rồi. Rồi bên Trung Cộng hay bên Nga cũng vậy. Sau này cái thời vàng kim nước nào cũng sung sướng, không có ai mà rảnh mà đi suy nghĩ đến chuyện mà chế vũ khí nữa. Chỉ có Phật xuất hiện mới nói chuyện họ nghe. Nhưng mà khi mà Phật xuất hiện, nó phải đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Có nghĩa là cái trái đất này không có nước nào nói nước nào nghe hết. Liên Hiệp Quốc, NATO dẹp vô, Trung Cộng Nga dẹp hết. Tức là mạnh ai nó làm hết. Bây giờ con thấy là Nga bây giờ nó lấy ra hết những cái hiệp ước nguyên tử. Trung Cộng bây giờ nó gã chất độc qua Mỹ, cái chất fentanyl gì đó. Một năm nó giết mấy trăm nghìn người. Và nó đưa Việt Nam mình, nó giết cái thế hệ trẻ của mình biết nhiêu. Cũng có đâu ai làm gì đó, nó chặn biết nhiêu con đập. Cái đó là của thế giới, cái nước, cái nguồn nước là của chung. Vậy nó muốn làm gì mình nó làm. Không ai có gọi là cường quốc hết. Trung Cộng thì muốn chiếm độc bá quả địa cầu này. Mỹ thì nhất định không để cho mày chiếm cái địa vị này. Cho nên thế nào Mỹ nó dàn xếp được mấy chùm khăn rồi, nó cũng bụp á. Cái hữu hình với cái vô vi nó đi song song. Thì chúng ta sẽ có một ngày thái bình, ngày gọi là ngày của Phật Di Lạc, mùa xuân của Phật Di Lạc. Đó là mùa xuân năm nay, dân sẽ hò. Dân chỉ cần hò thôi. Cậu vô thẻ đảng nó bỏ, nó dục ngoài đường, sao sẽ rụng đầy đường. Sao á? Đó. Nhưng mà phải chờ dân ho, rồi Đức Thầy xuất hiện, thì sư phụ mới về được. Con nó trừng tiếu. Dân ho. Đói quá phải ho chứ. Nhưng mà cái thế hệ trẻ bản giờ nó nhu nhược lắm, yếu hèn lắm. Tại vì giống như khủng bố tinh thần quá, nhồi sọ gần 50 năm rồi đâu còn bi chí dũng nữa. Xưa đâu có hiểu gì, bữa nay hiểu được chút chút. Bớt chửi hải ngoại chúng ta là bao que rồi. Bớt rồi. Tôi giải thích cái bao que là gì rồi mà chửi đi. Mai mốt khi mà cái lá cờ này mà bay khắp cả khắp miền Bắc tới Nam á, lúc đó mày còn chửi không? Người nào chửi cũng thấy hổ thẹn đó. Thì nó kinh tế mà viện trợ vô mà. Ở một cái thời này mà có Phật Thánh Tiên hạ phàm vô nước Việt, trên cho sư phụ ra nói kiểu này á, mà họ cũng vẫn chờ chờ. Họ biết tin nhưng mà không có tin hết, tin phân nửa hay tin 60% thôi. Anh nói gì cũng trúng hết, năm nay nói gì cũng trúng hết. Nói 100 quay lại, nói chiến tranh khởi xướng từ Trung Đông hôm nay, đúng rồi, khởi xướng từ Trung Đông. Rồi anh nói nhân loại chết nhiều, nói trúng. Anh nói 40 cây số của xe tăng nghe bị đông lạnh trúng. Anh nói Việt Nam ngày mai có Covid, Việt Nam có Covid trúng. Anh nói ngày mốt Việt Nam hết Covid trúng. Anh nói tiền của Việt Nam thành tiền giấy hôm nay cũng trúng. Cậu nói gì cũng trúng, từ chi tiết. Hôm nay anh nói Việt Nam dân sẽ ho, giờ tôi chưa thấy ai ho. Cũng có ho là rai rồi đó, ho đứa nào giờ đem chôn sống đứa đó rồi. Nhưng mà ho cùng một lượt kìa, nó khác. Còn ho lẻ tẻ thì nó bắt hết trơn rồi. Thì cũng sắp sửa chốt, mấy con coi nha. Rồi thì nói đề dự trữ gạo, lương thực. Bây giờ con thấy gạo lên bển dù dù không? Mà lên cái này có nghĩa là hiếm gạo. Mà lỡ như chiến tranh một cái, chỉ cần 3 ngày dân miền Nam mà miền Trung hay miền Bắc mà không có gạo đi, có phải đói không à? Gạo chưa tới nhà, nó tới trước cửa thôi, mà cái nồi cơm chưa chín nên là tôi đói tôi chết rồi. Máu huyết của mình nó đâu có chờ được đâu, nó thiếu một giây cũng không được. Hôm nay bao nhiêu bệnh giống như bệnh ở Mỹ nè, tiểu đường, lọc máu, cao máu, đủ bệnh mà bệnh chưa chết á.
không có tiền có nghĩa là chết. Ở nhà uống nước nam, uống bạc hà là chết. Cũng có thấy không? Không tiền thì lên Sài Gòn ai đâu cứu mình. Con thấy cái quốc gia mình nó đi xuống cấp như vậy đó. Uống nước nam sao hết mấy cái đó. Uống để mà nuôi cái hy vọng còn sự sống. Tất cả nhân loại từ con kiến cho tới loài người chúng ta không ai muốn chết. Quý vị có đồng ý không? Sống để mà cho đáng kiếp sống. Nhưng mà sống ở Việt Nam đâu có đáng kiếp sống. Đâu có đáng làm người. Sống ở Việt Nam để mà mong cho cái bao tử nó no thôi mà cũng không xong nữa. Chứ đừng nói mong kiếp sống. Hello. Khỏe không? Ngồi chơi đi. Thấy, thấy mặt nó vậy nó hiện lắm. Đừng sợ. Mặt nó hiền không à? Hả? Con người á, chỉ cần một quốc gia nào cũng vậy, chỉ cần một người đàn ông đi làm có thể nuôi gia đình, có thể có cái nhà nuôi vợ nuôi con thôi. Việt Nam đâu có được cái mơ ước đó. Chồng cũng làm xói chán, vợ cũng xói chán, mà lại không có việc làm, đâu phải làm biếng đâu. Rồi giống như mấy con ở Mỹ có phước, còn có dư vài ba trăm đi thẩm mỹ viện rồi vũ neo rồi nhan sắc. Ở Việt Nam làm gì có tiền, cho nên về bển năm mấy đứa mà làm nhân công Bình Dương mai nữa, chỉ cần 30 tuổi thôi nhìn như bà già. Tại vì con gái cần có mấy cái đó không biết không, dưỡng da đồ, làm gì có cái dư để nghĩ gì. Con thấy làm muốn làm con người đàng hoàng cũng khó lắm, cái bao tử không no, cái nhan sắc thì thấy da nó héo mà cũng không có thuốc để sức, thì làm gì có giờ để đọc kinh Thiên Tâm, hiểu Thiên Tâm không có. Mà nó Mỹ này á, mình phải trân trọng. Ít nhất là cái quốc gia Hoa Kỳ này á, tuy là nó có những cái mình không thích, nhưng mà thật sự nó cũng hơn nhiều lắm. Hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Khô cổ hay là biến nói. Có tắt mà. Nói này không được. Ôi, tắt dù nói chuyện được mà phải có người hỏi kìa. Sao? Có gì hỏi không? Ở đâu tới? Tên gì? Mệt Nguyễn. Đeo quá trời đeo. Thấy đâu nói đó. Không phải mấy ông thầy Việt Nam hay mấy thầy Tây Tạng hay là bất cứ những gì thầy nào không có tránh thầy. Cho mình cái gì đeo là mình cứ lấy mình đeo là mình mừng luôn nghe. Ông sơn tầm bậy tầm bại vô ha. Đeo vô là để mấy ổng chỉ muốn lấy cảm mến mấy ổng mà để mấy ổng tạo phè đó, biết không? Bởi vì những gì thầy giỏi người ta đều có buồn ngãi trong đó đó. Không phải ai mình muốn đeo gì mình đeo đâu à. Bây giờ có ai trên thế giới này chơi đồ cổ đồ thế này nọ mà sống thọ không? Tất cả những đồ đá đồ cổ đều có dòng linh nhặt vô hết á. Cẩn thận mấy cái đó. Không phải mình muốn đi Việt Nam mình mua đồ cổ nào của người nào ngàn năm hai ngàn năm. Mấy thằng chơi đồ cổ không có thằng nào mà tới già các bạn. Này được rồi. Có muối không? Cho cái hộp đó. Chị có muốn hỏi chú bộ không? Hỏi ấy.
chưa hỏi nó được. Bữa nay con tới xin sư phụ dặn con làm đệ tử. Biết mình là biết mình như thế nào mà nhận, có hiểu mình là ai không? Con sư phụ mấy năm rồi, con làm quê. Ngồi đàng hoàng đi, đừng có quỳ quỳ. Coi hả? Coi là có hiểu không? Ai chứ chứ, cái mặt cũng dễ thương đó nghe. Cô tiên, mấy cô tiên xuống trần đi lạc lõng. Trong mắt thì mấy con tiên mà xuống trần lạc cũng giống như mấy chim á, mà chiều nó lạc nó mà kêu mà đi tìm bầy á, lạc đàn á, tội lắm. Mà nhiều bữa đang mưa mà trời tối nữa, thì phụ nhìn thấy mấy đứa con có nhiều đứa giống y vậy á, thì muốn nhập đàn phải không, muốn làm con của ông trời phải không. Lại đây dễ, con này cũng có duyên rồi đó. Con trời mình có hobby Chí Dũng không? Con tên gì? Con tên là Thiên Anh Khoa. Hả? Thiên Anh Khoa. Rồi gắn tu tập nha. Nó đâu? Đưa hình ở đây. Đây có mấy đứa con của ông. Mấy đứa con của ông trời. Thằng này hả? Này là đệ tử của sư phụ nè, chứ nó phải gặp sư phụ cô về ăn nè. Không sao, tự bây giờ nó chưa có hiểu. Tên gì chị? Thiên Văn Linh. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Rồi, con đệ tử mới nhận ngay tại Thiên Long Giang. Có Thiên Long Sàng, tên gì? Hả? Nguyễn Thị Bích Nguyệt. Nguyễn Thị Bích Nguyệt vừa cho sư phụ cái đồng hồ này cho. Đây, cởi ra. Trời ơi, đại tử này sợp nha. Đúng là buông bỏ rồi đó. Xin cái đồng hồ Rolex rồi cho liền. Đã. Công nhận là đúng là muốn làm con của ông trời buông bỏ. Cô Phong Son này tính sao? Cho luôn. Trời ơi, vỗ tay. Mình sang mình mua được mấy cái bên ngoài kia không đi vô rồi. À, con về đẳng đây cho con đứng đây làm gì? Con tên là quên lại đừng. Thiên Bích Nguyệt. Đây có Thiên Bích Nguyệt tặng sư phụ cục học sòn với cái đồng hồ Rolex. Mình được nhiều cái. Rồi về đẳng đi, còn thái này để lại. Bye bye. Xin sư phụ biến mình thì ai cho con nhỏ. Cái đó được 5 cái cam viên. Sư phụ đeo sướng quá. Dạ sướng hạnh phúc. Rồi đủ điển rồi, thôi chặt mà. Con nghiệp. Con xin làm đệ tử. Rồi chia đen cho có điển vô thôi con. Anh đi. Con đeo cái giống này như bữa nó nào làm ta. Con kể ra thử. Thiên kim bản. Kim bản. Ở đây có thiên kim bản làm, ủa sao lọt tới đây dữ vậy? Bạn gửi con mang hồi nãy chị mới đưa á, chị nào đưa đó. Thiên kim bản. Con mang về đây bữa kia rồi. Con nghiệp đó là tự. Thiên kim bản, cái dấu của con nó lọt qua tới Hiêu Tinh nè con. Thì hồi có mấy đứa là tự ruột dễ thương lắm. Trời ơi, tối ngày hai chồng cứ khắc chứ làm này. Mà làm từ trái vậy. Rồi nó đi giao duyên vậy đó. Này có thiên kim bản. Quý lắm á. Bản nó đang gửi qua cho con thêm để con để ở Thiên Giang cho mọi người tới. Rồi, con tên gì? Bùi Na Na. Rồi con cảm ơn Thiên Kim Bản này con mới có dấu này đeo. Rồi có nhiều đệ tử dưới khắp nước Mỹ á. Cái này của một đứa đệ tử tên là Thiên Kim Bản, thường nhớ nó làm này. Rồi. Sư phụ, con trai con.
Ngoài nó chịu vô đâu. Trời xe hay quá, cũng cứ trời ra. Ngoài xe. Cho lên xe hả? Cho lên xe hả? Tên gì? Thiên Lâm. Thiên Lâm đi. Tên gì? Thiên Tân. Thiên Tân hả? Mày ngầu á. Chim hiền, chim non về cứu nước nha.